Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 4, khu vực vùng núi tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ C, độ ẩm thấp nhất 50 đến 60%. Dự báo trong 24 giờ tới, gió ảnh hưởng của phía Nam rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, nên khu vực Quảng Ngãi khả năng có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất trong 24 giờ tới cụ thể như sau. Vùng núi phía Bắc tỉnh, huyện Trà Bồng, nhiệt độ cao nhất 34,5 đến 36,5 độ, độ ẩm thấp nhất 55 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 giờ đến 14 giờ. Vùng núi phía Tây tỉnh, huyện Sơn Tây, Sơn Hà, nhiệt độ cao nhất 34,5 đến 36,5 độ, độ ẩm thấp nhất 55 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 giờ đến 14 giờ. Vùng núi phía Tây Nam tỉnh, huyện Ba Tơ, Minh Long, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, độ ẩm thấp nhất 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 giờ đến 15 giờ. Vùng đồng bằng phía Tây Bắc tỉnh, huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, độ ẩm thấp nhất 55 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 giờ 30 đến 15 giờ. Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, độ ẩm thấp nhất 55 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 giờ 30 đến 15 giờ. Vùng đồng bằng phía Nam, huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, độ ẩm thấp nhất 55 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 giờ 30 đến 15 giờ. Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Quảng Ngãi có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm thấp nhất từ 45 đến 55%. Trong 48 đến 72 giờ tới, nắng nóng có khả năng gia tăng về cường độ. Trong những ngày tới, buổi chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh, đặc biệt ở vùng núi, cần chủ động phòng tránh. Cảnh báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.